Ok, hello mọi người nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nè. Thì mình là Bảo Channel đây nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bảo Channel official của mình ngày hôm nay nha. Thì ok mọi người ơi, thì bữa nay thì cũng gần là các bạn coi video này gần 29 Tết rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi nhuộm tóc nè để thay đổi tân trang để mà mình đi chơi nha mọi người nha. Đó thì chị đằng sau lưng á là pha thuốc cho mình nha. Chị sẽ nhuộm cho mình cái màu gì thì các bạn coi video sẽ biết nha mọi người ơi. Khi anh em coi video này thì hãy nhớ nhấn cho mình like, share và chia sẻ, và cũng như là ấn nút đăng ký và lắc cái chuông mình gọi một cái thông báo mình ra video sắp tới nha anh em. Thì bây giờ là chị đã bắt đầu bôi thuốc lên đầu tôi rồi anh em. Thì các bạn hỏi mùi thuốc này nó rất là sao thì mình sẽ nói cho các bạn biết luôn là thuốc nó hơi có mùi hơi thum thẩm xíu thôi. Sẽ không bao giờ rác nha mọi người. Đó, bây giờ thì khổ lắm và chị đang dặm cho tôi nè, thấy không? Đó, bắt đầu dặm rồi. Thì sau khi mà chị dặm đang chị vẫn đang tiếp tục dặm cho tôi mọi người ơi. Thì chị mới nhuộm có phần sau đầu cho mình thôi. Thì hiện tại là trong quán thì nó bật rất nhiều nhạc bản quyền để tránh việc mà mình bị dính bản quyền của kênh á, thì mình sẽ tắt tiếng và mình lồng tiếng cho các bạn coi, nên là mong các bạn thông cảm giúp cho mình nha. Đó, thì bây giờ là chị đang nhuộm cho mình rồi đó, chị đang phết phết đằng trước của mình từ từ rồi nha anh em. Thì mọi người cũng đã thấy rồi đó, thì bao nhiêu lâu để cái đầu đen xì và cuối cùng cũng được diện màu, diện một cái màu mới để đi chơi Tết rồi anh em ơi. Đó, thì bây giờ là chị đang dặm cho mình khúc phía sau luôn nha mọi người ha. Đây là mình đã bắt đầu quay được cận cảnh, chị đã bắt đầu là chùm lên ở phía trên nè mọi người ơi. Đó, thì chị đang dặm cho mình một cái màu quay làm sương sương, cũng gọi là để đi chơi Tết thôi, cũng không gọi là quá sáng và cũng không gọi là quá tối á. Tại vì mình là một đứa con trai thì mình nghĩ là sẽ màu tối thì nó sẽ hợp hơn. Đó mọi người thấy không? Đó thì chị đã bắt đầu dặm ở lên phía trên đỉnh đầu của tôi rồi một lần nữa rồi đó các bạn ơi. Bởi vậy ha, nhiều khi các bạn hỏi là tôi nhuộm tóc có sướng hay không, tôi nhuộm mà có bị cái ảnh hưởng gì trên phần trên đầu mình không, thì mình sẽ thưa các bạn là nếu như bạn nào mà nhuộm lần đầu á, thì thuốc nó sẽ không bao giờ rác nha mọi người. Còn nếu như bạn nào mà như là đi tẩy tóc rồi ấy rồi như tôi á, thì nó mới sẽ bị rác thôi. Nhưng mà tôi nói thật sự với anh em là nó rất là rác. Còn cái mọi người mà thấy đều muốn coi được bên trong đó có cái gì luôn. Bởi vậy tôi khổ lắm mọi người. Đó, nhiều khi tôi lúc mà tôi cũng muốn quay cận cảnh cho anh em thấy. Đó, nó như thế này đây. Nó thấy không? Chỉ đang chét rất là đều đặn ở trên cái đầu tôi luôn. Thì để tôi xem là nó sẽ phần diễn biến tiếp theo như thế nào nha anh em. Và chị đã bắt đầu bôi lên cái máy của tôi rồi anh em ơi. Đó là cái phần mà tôi ưng ý nhất và cũng là cái phần mà tôi rất là cảm thấy rất gọi là tâm huyết với cái đầu của tôi luôn. Tại vì tôi dám mới kinh nghiệm mới để cho chị chét lên đầu đó mọi người ơi. Nhưng mà không, nhưng mà sau khi nhuộm thì nó cảm thấy là nó ok và nó cũng không có gọi là quá là mồng mèn và nó cũng không có bắt mắt mọi người. Đó thì chị đang dặm mưu cái phần trước máy của tôi thì cảm thấy các bạn thấy rất đều không? Video để tôi có động lực tôi ra video mới cho anh em coi nữa nè nha mọi người ơi. Đó, cho bắt đầu dập ở bên trong gan của tôi để chét nữa luôn mọi người ơi. Trời ơi, bởi vì tôi khỏi mọi người, tôi ngồi tôi quay mà tôi cầm cái điện thoại mà nhiều khi tôi đói mà tôi run luôn mọi người. Đó, bởi vậy sáng sớm là tôi phải đi dặm cái đầu sớm để đặng tối mình còn đi chơi Tết nữa phải không mọi người ơi. Thì không biết mọi người là đã có chuẩn bị sắm sửa gì cho ngày Tết chưa, thì nếu có rồi thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết là các bạn đã chuẩn bị những gì và bao gồm những gì trong ngày Tết nha. Còn riêng tôi thì bản thân tôi thì sẽ đi dặm cái đầu, tại vì tôi nghĩ là đây là lần đầu tiên tôi dám nhuộm đầu mọi người. Tại vì từ đó giờ cha sanh mẹ đẻ tới giờ cũng không có dám đi nhuộm đầu mọi người. Nếu mà đi thì là sẽ bị một là lấy cái thông đơ đẩy, còn hai là lấy cái kéo cạo trụi luôn mọi người ơi. Dám đi nhuộm tóc á, nó thực sự nó sướng mọi người, nó sướng mà như chưa từng được tả luôn, mà các bạn nhiều khi cũng biết rồi đó. Thì chị đang chét đang cạo cho nó đều màu á mọi người, cái đó gọi là chải cho nó đều màu đúng không mọi người. Đó thì này tôi không biết, tôi cũng không có gành dài tóc nữa mọi người, chỉ biết đem cái đầu qua cho người ta. Chị ơi, làm cho em một cái đầu thiệt là hoành tráng để em đi chơi Tết nha. Đó, và chị đã nó quất cho mình một cái đầu như thế này đó mọi người. Đó, cái gáy của tôi á, trời thật sự cái khúc đó nó mát mát là lạnh lắm bà. Bởi vậy nó mát mát nó là lạnh mà không thể nào mà tả được. Đôi lúc ha, nhiều khi mà mình muốn la ôi dồi ôi bật máy lạnh nữa các bạn ơi, thì thôi chịu gì nổi mọi người đúng không mọi người. Đó thì các bạn nhìn sơ cái view của quán thì mọi người cũng biết rồi nha, đừng có ai hỏi là tôi làm tóc ở đâu hết trơn nha. Đó thì sau khi là tôi là
lại chét dưới gáy của tôi clip một lần nữa mọi người ơi. Tôi không hiểu tại sao mấy chị lại chét dưới gáy mình như vậy. Nhưng mà khi mà chét dưới gáy thì cái gáy của mình nó sẽ lên màu khá là nhiều luôn mọi người, thiệt sự luôn. Đó thì tôi cũng chẳng biết là giờ phải review cái đầu cho nên sau đó giờ chị đã gỡ tay vào tay ra rồi, giờ chị sẽ để cho nó ngâm 15 phút nha mọi người. Đó, đây là cái đầu của tôi mà sau khi thành quả mà tôi đã nhận được cái sự mà nhuộm lên mà một cục thuốc nó trên đầu mọi người. Trời ơi, thiệt sự ta nói nha. Ôi trời ơi, các bạn ơi thấy chưa? Đó, trời ơi, còn xây hai cái gì nữa vậy ba? Trời ơi, con khổ ba quá, đi nhuộm tóc mà ba còn xây hai nữa. Đó, trời ơi, mở ra là cứ cái tật xây hai không bao giờ bỏ mọi người. Trời ơi, nhìn cục thuốc trên đầu tôi nè mọi người thấy không? Giống như là kiểu mà chưa già mà có tóc bạc rồi đó mấy ba. Trời ơi, bây giờ tôi nhìn mà tôi thấy ối là rồi. Nhiều khi mà tôi còn không biết là ha là thuốc nó sẽ đi về đâu luôn. Đó là khúc này là bắt đầu là nó sẽ có từ từ đôi chút rác rác nhẹ anh em. Nó chỉ rác rác nhẹ thôi, nó cũng không có rác gì mấy. Nhưng mà đến khi một lúc sau thì ôi mẹ ơi, dặm lên bắt đầu nó đã có bắt đầu cảm giác nó tê tê rồi mọi người ơi, thực sự là rất là mệt luôn. Đó, tôi thức từ 10 giờ mà để tôi làm cái đầu tôi. Thì cái quán nó khá là đông mọi người cho nên là tôi phải ngồi chờ. Trời ơi, tôi chờ mà tới tôi mắt tôi buồn ngủ, anh em cũng nhìn là thấy đó không? Bởi vậy thì mệt lắm. Đó, bây giờ là chị lại dở cái ót sao sao ót mình đã để chét cho mình thêm một ít thuốc nữa. Tại vì chỗ đó là nó sẽ lên màu khá là đều đặn. Thì mọi người cũng xem thì mọi người cũng sẽ biết rằng là đó, thuốc thì nó đang trời ơi, lúc đó ba đẩy cái đầu tôi y chang như là kiểu mấy con gói mà giật đầu á ba. Kiểu giật qua, giật lại, giật tới, giật lui. Ôi là trời ơi, má ơi, thiệt sự luôn là tôi thấy cái đầu của tôi mà tôi thấy tôi chóng mặt luôn anh em ơi. Tôi giật mình nha, hơn 60 tiếng đồng hồ y chang như mới ra xây tàu vậy đó mọi người. Thiệt sự luôn. Trời ơi, ba chét nha. Trời ơi, nhìn cục thuốc ba chét tôi rồi. Trời ơi, không khác gì giống như chét lòn nhẹ lên người không mấy ba. Mà nói chơi thôi chứ là màu thì chét lên thì nó phải nhẹ rồi nha mọi người. Nên là mọi người đừng thắc mắc gì nha mọi người nha. Đó, thì đầu tôi thì chỉ sẽ đang chét từ từ. Nên là vì khúc này là cũng có nhạc bản quyền nữa mọi người. Không biết quán làm như thích nhạc bản quyền hay sao, có bật nhạc bản quyền không cho tôi quay video mấy ba ơi. Kiểu quán của người ta mà tôn trọng người ta thôi. Đó chứ mà kêu tắt nhạc bản quyền cho em quay video là tôi thề luôn là nó giặt vô trong mã tôi luôn. Là cái đầu từ một cái màu bình thường và chuyển sang một cái đầu đỏ luôn mọi người. Đó, thì các bạn biết sao đầu đỏ thì các bạn cùng coi video các bạn sẽ hiểu giúp mình nha. Rồi đó, ba chét khúc này lâu quá mọi người ơi, thì chắc tôi nghĩ là để tôi coi tôi khúc này cho mọi người coi nha. Thuốc nữa mọi người mà chơi thẳng tay không luôn. Đó, những cái đầu tôi bây giờ phải làm y chang như bây giờ, không khác gì bánh tráng trộn mọi người rồi đó. Lấy cái lược thải cho tôi mọi người. Đó, thì sau khi vuốt lên trời ơi kiểu mấy đứa ôi trời ơi cục nó lòi rồi má ơi. Trời đang nghe cameraman làm ơn nghe đít mấy khúc này cắt mụn qua giùm em nha. Đó, trời ơi, những cái đầu tôi đó nếu như bạn nào sẽ nhận ra được thì nếu như bạn nào nhận ra được cái phần này thì các bạn sẽ nhận ra được đó là cái màu mà tôi sẽ nhuộm cái màu gì nha anh em. Các bạn sẽ nhìn xuyên qua những lớp thuốc, các bạn sẽ thấy tôi nhiều màu gì đó, đúng không anh em? Đó, tại vậy luôn. Trời ơi, nhìn ba chét cái đầu tôi kìa. Oh wow, và đẩy nhẹ nhàng. Và đẩy khá là nhẹ nhàng, và đẩy chưa từng được đẩy luôn. Bởi vậy ta nói, đôi lúc thì mình phải cũng sống mình mà mọi người đó. Nhiều khi đem cái đầu cho người ta là cả một quá trình, một cái vấn đề mọi người. Bởi vậy nhiều khi tôi làm ha, tôi tức lắm mọi người, nhiều khi tôi làm mà tôi thấy mà ba chét trời ơi bất kỳ. Nè, các bạn sẽ để ý luôn những cái khúc phần sau là bà sẽ dùng những cái gì mà để ba chét cho mọi người coi nha. Đó, thì bây giờ là chắc hôm nay là mình sẽ đi xong thuốc rồi. Thì bây giờ mình chắc là mình sẽ đi gọi đầu nha anh em. Ok anh em. A few moments later. Đó, thì ok mọi người ơi, là bây giờ là mình đã bắt đầu đi gọi đầu rồi nha mọi người. Đó, thì mọi người thấy trời ơi làm như nó mát lắm ba. Nó lạnh lạnh, nó tê tê, nó buốt giá lắm ba.
Trời ơi, bởi vậy nha, nằm ta nói nó xuống. Trời ơi, được người gọi đầu massage các thứ, các kiểu rồi mọi người. Trời ơi, bởi vậy các bạn mà được trải nghiệm cảm giác này chắc nó phê lắm ha các bạn ha. Đó, giờ thì chị đang xả tóc cho mình để tránh cái việc mà tóc mình nó không lên màu của mọi người. Đó, thấy chưa, chị đang xả cho mình rất là đều luôn, rất là ok luôn. Và nước rất là mát nha ba, 12 giờ trưa mà ta nói nha, gọi nước lạnh lên, ôi dồi ôi má ôi về nó lạnh quéo con chim luôn đấy. Ok mọi người ơi, đó thì sau khi chị mà đã xả tóc cho mình rồi là chị ra đang lấy một miếng dầu gội. Thì dầu gội đó thì mà tôi không biết dầu gội gì, nhưng mà lần đầu chị gọi cho tôi là chị sẽ xài dầu gội nha. Đó, trời ơi, dầu gội mà cái mùi nó thơm lắm ba. Nó cũng không phải là nó thơm gì mấy, nó cũng thơm vừa vừa mà vừa hợp với cái lỗ mũi tôi, vừa hết là ngang thơm thôi nha mấy ba. Đó, trời ơi, chị chà một cái nha, rồi ở wow nó sướng lắm ba. Wow như kiểu mà lần đầu mà chưa được wow da đầu của mấy ba. Trời ơi, nó phơi chứ ơi, cứ dài á. Đó, thì khúc sau là tôi sẽ hả. Đó, chị đã đi xả nước và kiếp tiếp theo là chị sẽ kiếm cho tôi một chai dầu xả tóc để cho tóc nó bền mềm mượt các anh em. Đó, thì chị đang kiếm cho tôi một miếng dầu xả và chị xả nước cho tôi thêm một lần nữa đó. Và chị đang sử dụng dầu xả gọi cho tôi nè anh em thấy không? Đó, trời ơi nó sướng. Trời ơi nó lại sướng lần hai. Nó sướng lần thứ hai anh em mà. Trời ơi. Đấy, trời ơi. Dầu xả nó phơi. Trời ơi chứ ơi kéo dài luôn nữa mấy bạn. Bởi vậy luôn, bởi vậy anh em nào mà giống tôi á, khoái mà được cảm giác giống như tôi á, thường thường sẽ đi ra những cái chuỗi salon tóc đồ sẽ làm rất ok luôn nha anh em. Đó, trời ơi, chị gọi dầu xả cho tôi rồi. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn. Bởi vậy nha, trời ơi, ngàn năm có một anh em, bao giờ mà mình gội đầu mà mình được như vậy đúng không anh em? Trời ơi, được người mà cảm giác wow tới da đầu luôn. Trời ơi, nó sướng kìa nè, nhẹ nhàng nữa mà không có đau, không gây ra rát đồ hay là cái gì cái thứ nha anh em. Bởi vậy nha anh em mà trải nghiệm được phần đó rồi chị còn bắt gió giùm tôi nữa mấy ba. Trời ơi đang gội đầu mà bắt gió giùm, trời ơi, nó sướng lắm ba, kiểu nó không muốn nhức đầu á, tại vì thuốc nó lên da đầu rồi là hay là nó sẽ nhức đầu kinh khủng luôn anh em đó, nhưng mà chị đã làm cho tôi nên là nó sẽ đã đỡ hơn nhiều rồi nha anh em. Đó, tôi đỡ rồi tôi mới ngồi lồng tiếng được cho anh em coi, chứ bây giờ ha tôi mà không có đỡ là giờ này không có video cho anh em coi đâu. Bởi vậy anh em phải gắng ủng hộ tôi bằng cách là nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi, để sớm tôi đạt được cái cột mốc là 400 người đăng ký nha anh em. Đó, trời ơi. Đó, xong rồi khúc này quay lại đây chính là chị đang xả nước cho tôi anh em. Sau khi gọi dầu xả xong thì chị đã bắt đầu là xả tóc tôi đàng hoàng và gọi dầu gội xả dầu xả cho nó xuống một cái. Trời ơi nhìn nó thật là sướng anh em ơi. Ôi ôi đó, thì anh em cũng thấy nó lên màu từ từ rồi chưa, anh em là sẽ để ý sẽ thấy giống như tôi đó, là nó sẽ lên màu từ từ và nó phê phê lắm ba. Trời ơi bởi vậy nó phơi mà ta nói nó chưa từng được phơi luôn mấy ba. Thì bây giờ là tôi sẽ tiếp tục nằm và chờ đợi chị nói là chị sẽ lấy thêm một chai dưỡng tóc nào nữa đó. Chị sẽ gọi cho mình nha, ok mọi người. Đó, ok mọi người ơi, thì sau khi gọi xong rồi thì mình sẽ tiếp tục là đi sấy tóc luôn mọi người ơi. Đó, thì cái tàu tôi sau khi mình nó đã gọi xong sạch sẽ rồi là sẽ có người sấy tóc và chải cho tôi nào nào thấy không? Nó chải một cách đều đặn và chuốt chát luôn. Nó không có gọi là hả phải quá là cẩu thả hay là hết, chải thiệt là đều luôn anh em. Lát nữa coi cái đầu của tôi sẽ đẹp biết bao nhiêu luôn nha anh em ơi. Đó thì ok anh em ơi, đó thì tóc của tôi cuối cùng nó cũng lên màu rồi anh em ơi. Thì bây giờ tôi đã giặt từng con tóc ra cho anh em coi rồi nha. Thì anh em hãy theo chân tôi về nhà để review tóc nha. Đó thì ok anh em ơi, thì cuối cùng là tôi cũng đã về nhà rồi. Đây thì tôi sẽ review tóc cho anh em coi đây. Nếu như anh em không biết tôi nhuộm màu gì đúng không, thì tôi cho anh em 5 giây để đoán cái này nha. 5 4 3 2 1. Nếu mà anh em nói màu nâu hạt dẻ là xin thưa anh em đã trả lời đúng rồi đó. Thì đây là tôi đang nhuộm màu hạt dẻ nha anh em, chứ tôi không có nhuộm màu vàng nha. Bởi vậy nha, đừng ai nói là ừ thằng này trẻ trâu đi nhuộm màu vàng nha anh em đó. Thì tôi nhuộm màu này là màu nâu hạt dẻ nha anh em. Thì cái màu này nó cũng không có sáng, tại vì nó sẽ có 3 mức độ: đen vừa, vừa và mức sáng. Thì tôi không chọn mức sáng, tôi chọn mức vừa. Tại vì mức vừa là khi mà tóc tôi nó đi ra ngoài á là nó sẽ không thấy, nó sẽ thấy vẫn thấy nhưng mà kiểu có chỗ đen và chỗ vàng thôi, nên là người ta sẽ không biết được. Thì cái này là tóc mà dành cho những bạn nào mà màu phù hợp, để dành cho các bạn nào mà để đi học cũng như là đi làm cho công việc gì đó, hoặc là
Ví dụ như là không nhuộm được á, thì anh em cứ quất cái màu này cho tôi nha, để xem là cái màu này để cái màu này nó giúp cho mình có thể là tự tin hơn trong những lần mà mình đi giao tiếp với bạn bè nè, hoặc là những gì đó. Thì đây tóc tôi nó lên màu rồi nè anh em, đó thấy không, tôi về tôi không có gọi nha anh em, đó nó đã lên màu rồi sau khi mà tôi đi xếp tóc về nè anh em, đó thì nó đã lên rồi nha. Thì tôi nghĩ là video của tôi cũng sẽ kết thúc tại đây luôn. Thì nếu như anh em nào muốn thì hãy nhớ nhấn nút like, nút chia sẻ, và cũng như là đừng quên ấn đăng ký và lắc cái chuông bên cạnh để mỗi khi thông báo mình ra video sắp tới nha anh em. Và gần Tết rồi thì mình sẽ chúc cho anh em tất cả các bạn có một đêm thật là vui vẻ và an vui nha. Ok, bye bye mọi người.